Nam ca sĩ Việt nổi tiếng, scandal giới tính không tệ bằng việc đi gây lộn, chuyện gì tôi cũng tham gia. Tôi còn rủ một người bạn Việt Kiều đánh tiếng tặng nhà, tặng xe cho tôi. Tuy nhiên, làm scandal về giới tính không tệ hại bằng việc gây lộn. Chuyện gì tôi cũng tham gia, nam ca sĩ kể. Là khách mời trong chương trình Đời Nghệ Sĩ, Long Nhật đã thẳng thắn nói về việc nhiều năm về trước, anh cố tình tạo scandal để được gây chú ý. Trong chương trình, Long Nhật chia sẻ, để nói đến thăng trầm thì hầu như nghệ sĩ nào cũng rất thăng trầm khi đã dấn thân vào con đường này. Ba tôi là người tiên tri rất tốt. Ông nhìn thấy sự gian nan, lo toan mà không ổn định chút nào của nghề này. 5 năm ở đoàn Hải Đăng với tôi là giai đoạn đẹp nhất, là niềm tự hào nữa. Nhưng cái gì cũng diễn biến theo thời cuộc và buộc lòng tôi phải rời đoàn Hải Đăng để về thành phố Hồ Chí Minh. Một thành phố rộng lớn, không ai biết mình và mình không biết ai. Chẳng thà là một ca sĩ trẻ từ Huế vô thì không sao, đằng này mình lỡ là nam ca sĩ chính của một đoàn ca nhạc rồi, phải làm lại từ đầu nên rất khó khăn. Bao nhiêu người rủ đi hát nhà hàng tiệc cưới. Hát được một tuần thì tôi quyết định không hát nữa. Thế giới đó không phải của tôi. Rất tủi thân. Tôi sẽ hát khi người ta ăn nhưng sẽ tới những nơi đó với một tư cách khác. Tôi tìm mọi cách vào sân khấu lớn, không được hát liền thì làm MC. Dù làm MC đình đám ở nhà hát Hòa Bình nhưng tôi vẫn buồn lắm. Bởi vì nghiệp mình sinh ra là đi hát. Có những đêm chạy 2 điểm nhưng để dẫn chương trình chứ không hát. Rồi một buổi sáng, tôi nhận được 2 thư mời của VTV làm chân dung chàng ca sĩ Lãng Tử Long Nhật và câu lạc bộ Yêu Nhạc. Khi tham gia chương trình đó, tôi rực rỡ lên và bớt làm MC lại rồi đi hát, nổi tiếng. Có một giai đoạn tôi biến mất. Trong nước khán giả không nghe nhạc quê hương trữ tình. Nhiều ca sĩ đổi dòng nhạc để được tiếp tục làm nghề nhưng tôi thà về đi dạy học còn hơn. Tôi mê giai điệu trữ tình quê hương. Đi hát là phải hát dòng nhạc mình theo đuổi. Lúc đó ở hải ngoại, kiều bào vẫn rất mặn mà với dòng nhạc quê hương nên năm 1997-1998 tôi qua Mỹ. Ở Mỹ, tôi ốm một trận rất nặng nhưng có cơ hội, tôi sẽ kể sau vì câu chuyện rất drama. Sau khi hồi phục sức khỏe, giọng ca mấy nhịp cầu tre quyết định quay trở lại sân khấu. Nhưng anh sớm nhận ra tên tuổi của mình đã dần phai nhạt trong lòng khán giả. Để đánh dấu sự trở lại, ca sĩ Long Nhật đã sử dụng những cách gây ấn tượng mạnh mẽ. Thậm chí có phần gây sốc, khiến khán giả nhớ đến anh với biệt danh là Bà Tám Showbiz. Nói về điều này, ca sĩ Long Nhật bộc bạch, khi tôi trở lại thì khán giả trong nước gần như quên mất tôi, có người nhớ nhưng cũng có người không. Không còn cách nào khác, tôi xin phép gia đình cho tôi đi con đường tắt, một con đường rất nguy hiểm đối với nghệ sĩ. Tuy nhiên, tôi may mắn hạ cánh an toàn. Nhớ lại tôi còn mắc cỡ. Đứng sau những kịch bản scandal chấn động một thời của nam ca sĩ chính là sự đồng hành từ giám đốc âm nhạc Vương Bảo Tuấn. Long Nhật kể, đi hát được 15 năm thì tôi gặp anh Vương Bảo Tuấn và anh cũng là người tạo cho tôi một loạt bản hit. Khi tôi trở về, thì anh Tuấn bàn với tôi nên đi một con đường tắt và tạo nên những scandal tranh cãi gay gắt. Có 2 việc Long Nhật làm khi đó. Thứ nhất là vấn đề giới tính. Vì Long Nhật rất giống con gái, nên khi đứng bên cạnh một người con trai nào cao lớn đẹp trai y như rằng là ồn ào. Tôi hay rủ Quách Ngọc Ngoan, Công Dũng đứng cạnh chụp hình, đảm bảo là sẽ rần rần. Tôi còn rủ một người bạn Việt Kiều đánh tiếng tặng nhà, tặng xe cho tôi. Tuy nhiên, làm scandal về giới tính không tệ hại bằng việc gây lộn. Chuyện gì tôi cũng tham gia. Các anh chị trong nghề khuyên tôi nên dừng lại và làm nghề nghiêm túc, bền vững. Khi tôi làm scandal, tôi không bao giờ dám đọc bình luận vì đọc sẽ không dám làm. Một ngày tôi ra sân bay, tôi bật iPad lên xem thì thấy bình luận gạch đá xây được 8 tòa lâu đài. Ba mẹ tôi không đọc báo mạng, nhưng một hôm có ai đưa cho ba một tờ báo giấy, trong đó họ viết chửi không còn gì. Ba kêu tôi lại, nói rằng làm cái nghề chi cực khổ. Khi đó, tôi không đi hát, ở nhà làm người chồng mẫu mực, người con hiếu thảo. Nhưng khi loa ngoài đường rao quảng cáo các đêm nhạc, tôi lại nhớ sân khấu. Tôi hứa với ba, tôi sẽ không như vậy nữa và tôi được trở lại sân khấu. Tôi thề trong lòng chỉ xảy ra một lần trong đời như vậy thôi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.